từ Arkansas. Vũ Nhân kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, tiểu bang Arkansas thuộc về miền Nam của Hoa Kỳ. Theo thống kê năm 2016, tổng số người Mỹ gốc Việt ở tiểu bang này trên 10.000 người. Hiện nay, tiểu bang Arkansas là một trong những tiểu bang của Hoa Kỳ có nhiều người Mỹ gốc Việt về đây sinh sống. Trong mùa đại dịch virus Vũ Hán COVID-19, Vũ Nhân xin được gửi đến quý vị những hình ảnh và tâm tình ghi nhận được tại tiểu bang này sau đây. Tôi là Linh Mục Phêrô Lê Thanh Quang, ở tại giáo xứ Mẫu Tâm, tức là Secretary of Mary Church, thành phố Berlin, tiểu bang Arkansas. Thưa Linh Mục, xin ông có thể cho biết là giáo dân Việt Nam ở cái giáo xứ này khoảng bao nhiêu người? Giáo dân tại giáo xứ này hiện còn 120 gia đình, là khoảng 360 người. Thưa Linh Mục, trong cái mùa đại dịch COVID-19 này thì cái tình hình của giáo dân ở cái giáo xứ này như thế nào? Trong cái mùa dịch này thì thực sự cái số người đi lễ bị giới hạn là tối đa là 80 người đó. Còn ngày thường thì khoảng từ 20 tới 30 người đi dự lễ ngày thường. Thưa Linh Mục, trong cái mùa dịch COVID-19 này thì giáo dân đi nhà thờ ít bị hạn chế. Thì Linh Mục làm cái việc gì trong cái lúc mà không có giáo dân? Không có giáo dân thì cha vẫn có 6 giờ rưỡi là cầu nguyện chuỗi mân côi, rồi 7 giờ cho tới 7 rưỡi thánh lễ, rồi sau thánh lễ là giờ chầu thánh thể cho tới 8 giờ rưỡi. Rồi sau đó thì lo thu những cái bài giảng rồi bỏ lên radio lòng thương xót Chúa để chia sẻ lời Chúa với mọi người ở nhà cũng có thể mở ra nghe được. Em là Phong Nguyễn. Phong ở đây lâu chưa? Dạ, em từ Houston về Arkansas được 3 năm. Anh có thể cho biết cái đại dịch Vũ Hán COVID-19 này nó có ảnh hưởng gì đến cái cộng đồng người Việt ở đây không? Nói chung là tất cả sinh hoạt đều bị hạn chế. Nhà hàng thì cũng chỉ bán to go, rồi tiệm nail cũng phải đóng cửa một thời gian, sau này mới có được mở cửa lại, thì sinh hoạt cũng không thay đổi gì nhiều lắm. Thì bây giờ chạy gà đây thì có hãng Tyson, hãng OK Food, hãng Simon. Hiện tại thì đại dịch Covid chưa có ảnh hưởng gì tới cái vấn đề nuôi gà, tại vì cho đến bây giờ nhu cầu về thực phẩm vẫn hình như vẫn không thay đổi, cho nên mọi sinh hoạt về nuôi gà không có, có ảnh hưởng gì nhiều. Dạ, em tên là Phương Nguyễn, em đang ở Fort Smith, Arkansas. Dạ. Thưa cô, cái cộng đồng người Việt sống ở cái tiểu bang này thì người ta sống về cái ngành nghề gì nhiều nhất? Thành phố Fort Smith, Arkansas là một thành phố nhỏ, không có lớn như những cái tiểu bang khác, nhưng mà được cái nó rất là đầm ấm, mọi người thân thiện, gần gũi với nhau, đường xá không bao giờ bị kẹt xe. Em thấy đa phần phụ nữ thì vẫn đi làm nail, rồi có một số thì đi làm hãng gà. Dạ. Đại dịch Vũ Hán COVID-19 thì nó ảnh hưởng như thế nào đến với cái cộng đồng ở đây? Khi mà dịch mới bắt đầu bùng lên thì em thấy mọi người cũng rất là sợ, hoang mang. Nhưng mà được cái là thành phố này nó nhỏ, cho nên là nó cũng không có bị lây lan nhiều, nó rất là an toàn. Nào anh xin có thể cho biết quý danh. Hòa Trần, thành phố của Fort Smith, Arkansas. Thưa ông, là một người chủ của một cái ngôi chợ lớn nhất của người Việt ở trong cái thành phố này, thì xin ông có thể cho biết cái đại dịch COVID-19 Vũ Hán này nó ảnh hưởng như thế nào đến cộng đồng ở đây và cái ngôi chợ của ông? Ở nơi này thật sự cái thành phố nó cũng rất nhỏ, nhưng có điều mọi người đều rất là khấn khích với nhau, hình như là thành phố ai cũng hiểu và cũng biết mặt nhau cả. Vì vấn đề COVID-19, may mắn là mọi người hay ở nơi đây cũng thực ra hay bệnh cũng rất ít, nhưng cũng có người bệnh và cũng có người qua đời, nhưng mua bán thì nó cũng hơi chậm lại một chút thôi. Dạ, con tên là Như Nguyễn, con ở thành phố Fort Smith, Arkansas. Con bao nhiêu tuổi, con học lớp mấy? Dạ, con 12 tuổi, con đang lên lớp 7. Trường của con học là trường gì? Dạ, trường Chaffin Junior High. Trong cái mùa đại dịch này thì con thấy như thế nào? Con thấy cũng không buồn quá, nhưng mà cũng hơi vui. Bởi vì không phải đi học, nhưng mà con cũng nhớ mấy bạn ở trên trường. Con có học ở nhà không? Dạ, lúc đầu thì con có học online. Nếu mà con nói được với các bạn của con thì con có thể nói được cái điều gì về cái thành phố của con? Thì con cũng nói là nó nhỏ, nhưng mà ở đó trường học cũng tốt,
Rồi mọi thứ lúc mà ở lâu á thì cũng thấy bình thường chứ không có thấy nhỏ quá. Mà lúc đi xa, lúc đi đâu đó thì thấy thành phố nó sẽ lớn hơn. Tôi tên là Hương Nguyễn. Trong cái mùa đại dịch COVID-19 Vũ Hán này á, thì cô thấy cái sinh hoạt ở đây nó như thế nào? Qua mùa đại dịch đó thì lại thấy vắng. Dạ, những cái sinh hoạt người ta đều ngưng hết. Sẽ không có mấy cái như thường xuyên sinh hoạt nữa. Thưa Linh Mục, qua các chương trình phát hình của đài truyền hình SBTN đi khắp nơi, Linh Mục có điều gì muốn nói? Ở đây là một cái cộng đoàn nhỏ nhưng mà cũng hiệp thông với tất cả mọi người ở trên toàn thế giới. Thứ nhất là cái mùa đại dịch thì chúng ta biết là virus thì nó có thể lây lan nhưng mà con người cũng có thể làm chủ được, và chúng ta cũng luôn luôn hiệp thông với nhau. Chứ không phải để cho virus làm cho chúng ta bị cách ly về vấn đề tinh thần, tâm lý, tình cảm, làm cho đời sống của chúng ta bị khủng hoảng. Và trong những lúc khó khăn, chúng ta chia sẻ và nâng đỡ nhau. Vũ Nhân, chương trình của đài truyền hình SBTN từ tiểu bang Arkansas.